Kim Sang thử một một gì? Náo địch. Một lần duy nhất trong đời ăn thịt con câu gâu á, ăn xong rồi quay lại xin cục nữa, cái về kể với mẹ, rồi mẹ nãy chú đó cho con cái cục thịt nướng vậy đó, cái mẹ nói biết thịt đó, thịt gì không, thịt chó đó. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của hai vợ chồng nhà Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì hai đứa mình sẽ ăn thịt heo giá cày. Mời cả nhà thưởng thức cho hai vợ chồng nha. Ăn với lại bún nha cả nhà. Thì ở đây sẽ có chấm với lại mắm tôm nha cả nhà. Mắm tôm này là biết mình tự làm nha. Ở trong mắm tôm này thì sẽ có bột ngọt với lại đường, chanh với lại sả, ớt, sa tế nữa nha cả nhà. Tại vì mua cái này á, mà người ta không có cho nước chấm rồi cả nhà ơi. Cái quán thấy ghét cho nước chấm về bắt mấy Kim làm. Rồi hai đứa sang với bún nha. Cái này là cái nước nè, cái nước của bún giả cày. Tại vì cái này hai đứa để cái dĩa nên không có đổ nước rồi được. Để qua anh đi. Em chan đi, chan trước đi. Rồi còn nấm á mấy Kim. Ui nóng quá à. Ăn này giống như ăn cà ghi ha. Chan nước vậy. Rồi nó nóng rồi cả nhà. Mà cái bún ở đây thì nó làm sao? Nó làm sao? Thì nó ngon hơn hả? Cái bún này nó có cái mùi giống như mùi rượu vậy á. Mà nó cái sợi bún của nó không có nó nhám nhám chứ nó không có bóng như là bún bình thường. Không biết sao, chắc là người ta làm ra như vậy để ăn với cái này. Mời cả nhà nha. Cái này là ăn cái kiểu giả cày mà kiểu của miền Bắc á cả nhà, nên chấm với mắm tôm nha. Còn ở miền Nam thì giả cày mắm tôm. Ở dưới quê á, ở dưới quê miền Tây thì người ta kiểu như là người ta làm chấm với lại tương hột. Tương hột với sả, người ta khèo lên với nước cốt dừa. Nghe là thấy nó béo lắm rồi cả nhà. Nhưng mà cái này có nước cốt dừa không? Cái này là người ta nấu với ghiền nè, mẻ nè, rồi mắm tôm nữa. Tại không vì... biết, chắc không có mắm tôm đâu, mắm tôm ta chấm rồi. Tại vì cái ghiền này với mẻ khó nấu lắm cả nhà. Nên với lại thui đồ này kia đồ nó kỳ công lắm cả nhà. Nên thôi Mập với Bé Kia quyết định là thôi mua luôn, người ta làm chuẩn gì bắt nữa. Mày ở nhà ăn với Mập với Bé Kim nha. Cái này nè là nó thơm cái mùi ghiền lắm á cả nhà. Cái mùi nhờ. Mùi mẻ. Cơm mẻ, biết cơm mẻ không? Mà cái này nó cũng mặn mặn vừa ăn lắm luôn á. Bữa giờ tự nhiên món này nó hot trở lại. Nó cũng hơi mặn mặn á, chứ tưởng là nó sẽ lạt nhách giống như giò heo. Mập có quay một lần rồi cái nhà, Mập hai lần nữa. Còn mấy Kim mới ăn lần đầu tiên mình ăn quá nhỉ. Như đây mua gần 5 xị đó. Ghê không? Ngon không? Tính là ngon không? Ừ. Đấy nha. Người ta thu cái lớp da ở ngoài á là nó săn lại luôn á. Nó vàng nó săn rồi mà nó còn dai. Chấm một miếng mắm tôm thêm tự nhiên chấm mắm tôm ăn ngon ghê quá.
Mấy lần trước anh chấm với gì? Cũng mắm tôm, mà không ngon bằng mắm tôm em pha. Đối với kim giả cày là giả gì? Cái kim thử một... Một gì? Náo địch. Nghe thấy ghê quá, lá mơ. Ok, đó em giả cày là giả gì? Giả thịt con... con cày. Con gâu gâu á. Hai đứa không có ăn cái thịt con đó như cả nhà. Nó hồi đó mà có một lần duy nhất trong đời ăn thịt con gâu gâu á, là lúc đó anh chắc học lớp ba, lớp ba lớp bốn vậy á. Cái trong xóm á có đám giỗ, cái người ta làm người ta nướng, mấy ông này ngâm người ta nướng, cái đi vòng vòng chơi, cái gặp cái mấy ổng phát cho mấy đứa nít nướng miếng nha, cái ăn ngon quá chừng luôn, mấy Kim ăn nha, mà không nhớ cảm giác làm sao, chỉ thấy nó là nghĩ nó là thịt nướng à. Cái về cái ăn xong rồi quay lại xin cục nữa, cái về kể với mẹ, rồi mẹ nãy chú nó cho con cái cục thịt nướng vậy đó, cái mẹ nói biết thịt đó, thịt gì không, thịt chó đó, mẹ nhắc tới giờ luôn. Nhưng mà không ăn. Còn hồi nhỏ mập á, mập ăn ghê lắm nha. Ăn tới năm mười mấy tuổi luôn á. Ăn mà ăn ghiền luôn á. Tại vì dưới quê hay ăn cái đó. Còn bây giờ người ta ít ăn lắm rồi. Hồi đó không biết ăn chứ giờ lớn rồi không ăn nữa. Là mười mấy năm rồi mập không ăn nữa đó nha. Mà thịt của nó ngon thiệt nha. Mình ở gần cái chỗ đó là chiên mấy thịt chó đó nha. Chỗ đó gọi là chợ chó luôn. Là người ta bán thịt chó mà thịt heo đó. Ở bên quận 12 cái nhà đường Tô Ký với Trung Mỹ Tây 13 đó, chỗ đó người ta bán thịt chó. Bán thịt chó mà gọi là chợ chó luôn là cả nhà biết. Chó mà người ta thui, người ta để nguyên con đó. Ngon lắm luôn. Cái này ngon nha cả nhà. Chứ không phải là nói cái con gâu gâu ngon lắm nha. Nãy giờ đang nói về con gâu gâu. Nó ngon lắm luôn. Không, và thật nó ngon thật. Ăn lâu rồi mà cảm giác thấy cũng còn nhớ ở nhà. Nhưng mà bây giờ không ăn nữa, nhất định là không ăn nữa. Công nhận cái giả cày này chấm với mắm tôm nó rất là hợp luôn nha. Bởi vì cái gì cũng có cái lý do. Tại sao nước mắm, nước tương, muối ớt rồi bao nhiêu thứ chấm rồi ta chấm thì chấm nước tương, ớt tương, mắm tôm đúng không cả nhà? Ăn lá mơ đây chứ mà. Có, nãy nó có ăn lá rồi. Em không nhớ hồi đó con là anh ăn lá mơ mà anh bệnh luôn hả? Ừ, thôi rồi, quá rồi. Ừ. Ở mà anh hả? Hình như lúc đó quay cái món gì á. À, lòng. Lòng heo á. Mà anh ăn xong cái tự nhiên anh bị ám ảnh, anh cái anh bệnh luôn á, bữa đó. Hồi đó, ở gần trong lúc mà học, đi học á, có cái vườn mà gọi là vườn hút nam nhỉ, cũng có lá mơ nè, là mới biết luôn á, mới biết lá hút lịch là như vậy.
Mình thấy cái món này nè, đa số là, mập nói đa số nghe cả nhà, đa số là nó có thể là ngoại lệ, nhưng mà cái chung chung á là người miền Bắc người ta sẽ làm cái món giả cầy á, nó ăn sẽ ngon hơn người miền Nam, tại vì người miền Bắc là chuyên về mấy cái món cầy á cả nhà, đa số là ở Sài Gòn này là mấy cái quán mà cầy tơ bảy món rồi là đa số là người miền Bắc, với lại người miền Bắc là hay ăn thịt cầy nhiều á. Mà thật sự thật luôn, chứ không phải là Mập nói cái này là văn hóa ẩm thực thôi. Ở đâu cũng có một cái nét ẩm thực riêng. Ở miền Nam cũng có, miền Nam là biết gì không? Hay lấy gà. Gà mà gà đá giả cầy ăn cũng ngon lắm á. Anh ăn thêm bún. Nhưng mà ở Sài Gòn có một đường bán thịt cầy đó, mà làm chín sẵn luôn. Ở đâu? Ở đường gây xe lửa hả? Ừ. Ở đường gây xe lửa. Ở bên cái khu Lê Văn Sĩ đó cả nhà. Thấy cũng đồng lắm. Dọc theo cái đường gây á. Ngon thiệt cũng nhất là cái da nó cái giòn nó dai ghiền quá chừng luôn. Ừ, ghiền ta đập dập cái thơm. Củ ghiền á, nó là một họ với lại củ gừng, củ gừng củ nghệ á, nhưng mà cái âm vị của nó là nó nằm giữa giữa cái mùi nghệ với mùi gừng đó nha. Mập cảm nhận nó vậy á. Thằng kia nói vàng vàng. Sao biết vậy? Có tìm hiểu không? Biết đó. Là có lần anh đi mua củ gừng về làm chiên gà á. Cái anh ghé anh gặp cái củ đó, anh đâu biết củ ghiền đâu, cái anh hỏi gần như không kế anh ra, cái anh bán anh nói là củ này củ ghiền. Nói chung cũng biết nó là một họ, nhưng mà mình mập nhìn xa không có phân biệt được nữa nha. Như cái củ ghiền á, cái màu nó sẽ vàng mà vàng sáng hơn cái củ gừng. Củ gừng thì màu nó sậm hơn, giống như củ gừng non á. Món này là Mập đề xuất với lại bé Kim. Bé Kim cái gì biểu vậy, bé Kim phái nấu ở nhà đó nha, mà nấu cái này cực lắm ạ. Xuất sắc. Dám mơ là ăn không nổi cả nhà.
cái mùi của nó nặng quá. Bây giờ hai đứa đang quay là sáng sớm 8 giờ nên là hai đứa rất là nhiều pin. Sáng sớm mở mắt ra là quất dĩa này chắc no tới chiều quá. Ăn xong anh sẽ làm gì? Trời ơi, ăn xong từ đây tới 12 giờ khuya là không rảnh tay giờ nào luôn á. Búp xe rồi đóng hàng. Úi trời ơi. Khách mà đặt hàng ở Sài Gòn nó là chưa giờ nè cả nhà. Cái anh Ngọc thức dậy là búp xe đặt giao cho khách liền á. Giao vào buổi chiều. Còn ở tỉnh thì khoảng 5 giờ chiều bắt đầu đóng hàng rồi tới 9 giờ là đi gửi. Gửi ra ngoài chành á. Rồi qua bữa sau là các bạn ở tỉnh sẽ nhận được liền. Còn mấy Kim ăn xong sẽ ăn là cũng 11 giờ rồi. Đợi tới 11 giờ nấu cho bánh mì ăn rồi dỗ bánh mì ngủ. 1 giờ bánh mì sẽ đi ngủ và 3 giờ hấp. Anh Mập làm có mình à, không có phụ, có khi có mẹ phụ, bởi vì mới lâu á. Còn làm clip là thời gian nào cả nhà, nửa đêm á, làm tới sáng luôn, làm tới 3-4 giờ. Cực lắm ở nhà nhưng mà cực thời gian á. Chứ việc thì cũng nhẹ, không có nặng lắm. Mất rất nhiều thời gian. Phải ước gì một ngày có được 48 tiếng làm cho đã. Hoặc là 30, hoặc là hơn chút xíu nữa thôi. Với 24 tiếng làm không đủ. Nhưng mà giấc ngủ ban đêm á cả nhà rất là quý nha. Mà hai đứa gần như là 8 năm rồi. Ban đêm là không có ngủ được giống như người ta, mất công việc á, làm này làm kia rồi không có ngủ đủ giờ giấc ban đêm á. Người ta nói về vàng á là từ 10 giờ tối tới 6 giờ sáng mà chưa bao giờ, ít khi nào được ngủ vậy. Có về quê á, về quê thì ngủ vậy thôi, tại vì về quê là 6 giờ sáng thức rồi. Mà 7-8 giờ là tắt đèn hết trơn rồi, tối thui hết trơn. Bởi vì không đi ngủ cũng không ra đường được. Sợ ma. Bởi vì ai mà nói hai vợ chồng làm biếng mà tối ngày lên đây ăn là không chịu nha. Làm biếng là ai đóng hàng, ai giữ con. Còn nấu ăn á là khoảng thời gian mà con bánh mì ngủ á cả nhà, 1 giờ tới 3 giờ á là mình nấu ăn. Còn có bữa quay giấc sáng, có bữa quay giấc trưa. Còn ở nhà đồ ăn đồ này kia, cơm này kia là mẹ nấu. Chợ cũng gần nhà đó nha, đi 50 mét là tới. Mẹ ở chợ, mẹ đi bộ không? Mình chơi nha, để anh chút xíu, anh ăn cái này nha. Anh chưa có đã cái nư của anh.
có trái cây, miếng trái cây ăn đi. Rồi nhìn ăn được không? Ừ. Mai mốt á là nên sẽ up một cái gì dĩa trái cây, tại vì anh thấy hôm nay là số lại mang trước anh á, nên mà mang trái cây nó sẽ hợp lý hơn, đúng không cả nhà? Thoái nhiều heo. Mà gặp cái này là toàn giò heo không? Ờ, nãy quên nói nữa, thịt heo nè. Cái này là giò heo nha nhà. Giò heo mình ta giả cầy, chứ không phải là thịt đâu. Chứ không phải thịt gì? Ý là không phải là thịt đùi hay là thịt ba gọi trên kia đó. Thường ba gọi nó cũng giả cầy, nhưng mà giò heo, giò là giá cầy ngon nhất. Hôm nay mắm tôm ăn ngon dễ sợ. Mắm tôm xuất sắc. Tại vì em có để một miếng sa tế á, nên cái màu của nó cũng giống màu đó. Anh biết luôn á. Biết có để sa tế. Làm thêm cục dưa dưa biết không? Cục nữa ha. À, kiếm cục nhỏ thôi nha. Ừ. Anh ăn hết bún rồi. Mà thấy cái này ngon quá, cuốn quá cả nhà. Thiệt. Nếu như mà không có mắm tôm thì ăn nó cũng ngán lắm ạ. Ừ. Có khi nào người ta thấy thịt đó người ta làm cái này không trời? Rồi đâu. Giò heo khác bà. Thịt đó nhìn là biết liền rồi. Cái gì nè? Ở trên YouTube có ai ăn thịt đó chưa trời? Nhóc. Đăng lên luôn hả? Ừ, nhiều mà. Nghe thơ quá biết chưa? Tại vì em nghĩ là người ta đang kiểu như là bảo vệ con gâu gâu, mà đăng lên thì chắc sẽ bị rất nhiều phản ánh trái chiều. Đúng không? Ừ. Sao mà ăn xả? Tại vì trong mắm tôm cũng có xả. Ừ. Tự nhiên ngon dữ vậy. Phải ai xa lạ là mắc cỡ lắm á. Nhưng mà vợ của mình không mắc cỡ. Trời. Không biết điều ha. Trời. Chào cả nhà đi. Cả nhà ơi, hai đứa đã ăn xong rồi. Hai đứa xin kết thúc video
tại đây để đi làm những công việc hàng ngày nha. À, hẹn gặp cả nhà vào 6 hoặc 7 giờ tối ngày mai. Nếu cả nhà có yêu thích hai đứa, xin cả nhà cho hai đứa một hít, một bình luận, một chia sẻ, một đăng ký kênh, thì hai đứa sẽ có rất nhiều động lực để phát triển kênh hơn nữa. Yeah. À, cảm ơn cả nhà. À, giờ hai đứa bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại vào 6 hoặc 7 giờ tối ngày mai nha.